nhớ cho kỹ, ở cái xã hội này chỉ có đồng tiền thay đổi bản chất, chứ không có bản chất thay đổi đồng tiền. Tụi nó mới chở mình rồi, đi nhanh lên. Tèo với Nhân đâu? Đại ca, không thấy. Mẹ nó. Mấy cậu kiếm ai? Ê, ê. Mày không nhớ cái lý do mày lên Sài Gòn này hả? Nó cái mày là gì của cậu không? Cậu đi làm thì cậu lo cậu làm thôi. Ai mướn? Ai mượn cậu nói chuyện bao đồng? Cái bản mặt tao thì đáng giá 150 của mày hả? Lấy xe đi. Thôi đây. Anh đi đánh nhau đúng không? Ừ, sao biết? Thì nè, đồ đạc lĩnh kỉnh còn nhịn mặt anh quê muốn chết vậy á. Thì sao? Có gan đi đánh nhau thì có gan tự rửa vết thương đi chứ. Ai rảnh đâu mà tối ngày rửa vết thương cho hoài trời. Mày đem mớ con băng cái cỏ này ra cho tao luôn đó. Tao chạy xe ôm chứ không phải làm từ thiện. Cái mặt mày tội tội vậy á, mà sao mày láo vậy hả? Đi mày. Ủa, tại vì anh đẹp trai mà. Thiệt hả? Anh rất hào phóng. Anh nói thiệt? Ừ. Thôi. Trời. Trời gì mày? Mà cái ly Phật cà phê sữa là em trả luôn hả? Đúng rồi em. Cái ngu của em á, có gì trừ vô tiền lương hả? Em bỏ nhà đi bụi chuyên nghiệp mà. Mấy hôm nay là ông bà già cứ gọi em hoài à. Mà em đâu có về. Tại vì ông bà già cứ càm ràm cái vụ mà đi học. Rồi tương lai em nhức cái đầu. Em muốn ra ngoài, em tận hưởng những không khí ở bên ngoài. Hay là mày muốn thấy cái cảnh ba mẹ mày phải cãi nhau vì tiền? Nhưng mà con không muốn thấy cảnh ba mẹ cãi nhau vì đồng tiền nữa. Rồi sống trong cái nhà lụp xụp. Thấy đó. Mấy lúc trước kẹt tiền, tôi có dám đụng tới cái dẫn cưới đâu. Hôm nay nhà thì hết gạo, hết đồ ăn. Mà có đi dây nữa thì cũng không được. Sao tôi chán cái nhà này quá vậy trời? Nghe hoài vậy không biết. Khổ quá, để chết mẹ cho rồi. Được, con sẽ rời khỏi cái nhà, để mang tiền về cho mẹ. Con thề, nếu mà con không thành công, con nhất định sẽ không bao giờ trả lại nó. Nhưng mà con không muốn thấy cảnh ba mẹ cãi nhau đồng tiền. Vì đồng lương Nhân, Nhân, sao không kể lại, không kể lại cho tôi. Không quạnh vắng mong ngày về. Bên...